Tiếp nối chương trình tin tức địa phương ngày hôm nay, ngay sau đây sẽ là những bản tin đến từ thành phố Denver. Chương trình tin tức được đặc biệt bảo trợ bởi công ty xuất nhập cảng Ten Lê Yến. Số điện thoại 714-418-9788 hoặc vào trang mạng tiệmyến.com với các sản phẩm đông trùng hạ thảo, nhụy hoa nghệ tây saffron. Mở đầu phần tin đến từ thành phố Denver cho biết rằng có nhiều trường học tại tiểu bang Colorado đã phải đóng cửa vì bão tuyết. Thưa quý vị, một số trường học, thư nghiệp và văn phòng chính quyền trên toàn tiểu bang Colorado đã đóng cửa hoặc là thực hiện chương trình học tập và làm việc online trong ngày thứ Tư 22 tháng 2 khi mà thời tiết vô cùng khắc nghiệt vì có bão tuyết và gió lạnh. Theo đó, học khu Beauvais, học khu Well RE4 cũng như là Riawan, học khu Thompson và học khu Really Evan có tên trong danh sách các học khu đóng cửa trong ngày thứ Tư 22 tháng 2. Ngoài ra, trường đại học North Colorado và toàn bộ cơ sở của trường cao đẳng cộng đồng AMS. Ngoài ra, còn có các cơ sở của trường cao đẳng IMBC ở Greeley và Fort Collins cũng đã đóng cửa. Chính quyền tại quận Laramie, trung tâm điều hành quốc gia BLM, tổ chức Sunrise Community House và Sunshine House tại Centerra sẽ mở cửa muộn trong ngày thứ Tư. Thời tiết mùa đông hiện nay có nhiều trận bão tuyết mới và nhiệt độ băng giá đang xảy ra tại Colorado. Khí hậu khắc nghiệt tiếp tục gây ảnh hưởng tới những khu vực nói trên vào ngày thứ Năm 23 tháng 2. Ngoài ra, thì nhà khí tượng quốc gia cũng đã ban hành khuyến cáo mùa đông. Ngoài ra còn có khuyến cáo về những cơn gió bất thường và khuyến cáo về những cơn gió lạnh và bão tuyết. Bên cạnh đó là khuyến cáo về sạt lở tuyết, đồng thời thông báo tư vấn về thời tiết mùa đông trên toàn tiểu bang Colorado. Riêng tại khu đô thị Denver, tuyết rơi dày từ 2 cho đến 5 inch. Mưa và bão tuyết cũng bắt đầu rơi từ sáng sớm và sẽ kéo dài trong suốt ngày thứ Tư 22 tháng 2. Tiếp tục bản tin của chúng tôi cho biết rằng học sinh East High yêu cầu ngăn chặn bạo lực súng đạn. Đã một tuần sau khi ai đó nổ súng bắn vào nam sinh Luis Garcia, 16 tuổi, của trường trung học Denver East, các học sinh tại đây tham dự một hội thảo với thành viên hội đồng của thành phố Denver trong buổi tối thứ Ba ngày 21 tháng 2. Yêu cầu chính quyền ngăn chặn tình trạng bạo lực súng đạn. Giới trẻ mặc áo thể thao vô địch quốc gia thay cho Luis Garcia, người không thể có mặt vì vẫn đang điều trị tại bệnh viện. Huấn luyện viên Greg Bass cảm nhận được nỗi đau của các học sinh khi ông đến bệnh viện và thăm cậu bé Luis. Ông hy vọng hội đồng thành phố thật sự tạo ra sự khác biệt như là một nhà lãnh đạo đã nói. Ngoài ra, một cựu giáo viên của trường trung học Denver East cũng đã tham dự và nói với hội đồng thành phố Denver rằng ông quá mệt mỏi khi phải giải thích cho các học sinh hiểu vì sao mà họ phải lập chiến dịch GoFundMe để hỗ trợ sinh kế cho gia đình người bạn cùng lớp với họ. Ông cũng hy vọng các ủy viên thành phố lắng nghe các em học sinh nói về cảm nhận bất an của các em trước tình trạng bạo lực súng đạn đang lan truyền như hiện nay. Sang còn bản tin của chúng tôi cho biết rằng người di cư cảm thấy tự do trong ngoặc kép khi đến Denver. Thưa quý vị, Denver được mệnh danh là một thành phố an toàn và cũng là một trong số những thành phố dễ tiếp cận nhất của những người Venezuela nhập cảnh vào Hoa Kỳ qua ngã El Paso của tiểu bang Texas. Họ có thể đến phẳng Denver bằng xe bus hoặc dừng chân tại chặng đường đầu tiên ở Albuquerque. Trả lời phỏng vấn của đài truyền hình địa phương, Roberto cho biết rằng anh đến El Paso trước ngày lễ Giáng sinh 5 ngày. Ở ngay trên vỉa hè của nhà thờ Thánh Tâm, mỗi đêm thì anh chờ nhà thờ mở cửa để cho tạm trú. Giống như nhiều người di cư khác, Roberto cảm thấy bế tắc tại El Paso và đã cố gắng tiếp tục tìm cách sống khi không có tiền cũng như không có giấy tờ. Anh và những người di cư khác rất lo sợ khi ở El Paso vì không có cách ra khỏi nơi này. Thế là Roberto ở đây một tháng trước khi lên xe bus đến Denver. Anh nhận thấy Colorado là một tiểu bang thực sự tuyệt vời ở Hoa Kỳ, nơi luôn chào đón những người di cư. Còn Denver là một thành phố khá tự do đối với người di cư. Rất nhiều người và gia đình chọn định cư tại Denver vì nhiều lý do, trong đó có liên quan tới giấy tờ tùy thân. Roberto hiện nay muốn đến Canada. Tại Canada, thời gian xin giấy tờ nhanh hơn tại Hoa Kỳ. Vậy hiện nay, anh đang ở Canada. Anh cũng hy vọng sẽ sớm xin được giấy phép lao động và giấy tờ cá nhân. Chuyển sang bản tin của chúng tôi có liên quan tới vấn đề đổi giờ tại Hoa Kỳ. Thưa quý vị, đồng hồ sẽ chạy nhanh 1 giờ vào lúc 2 giờ sáng của ngày 12 tháng 3. Có nghĩa là trừ đi 1 giờ ngủ của cư dân Colorado và tất cả người dân tại Hoa Kỳ.
Phải đợi đến ngày 5 tháng 11 là ngày Chủ nhật đầu tiên của tháng, đồng hồ mới trở về thời gian tiêu chuẩn. Mặc dù quy ước về ánh sáng ban ngày được thực hiện suốt hơn 50 năm qua, nhưng nhiều người lo sợ có sự thay đổi múi giờ 2 năm một lần này. Theo đó, năm 2022, một dự luật liên bang tìm cách quy định thời gian tiết kiệm ánh sáng ban ngày vĩnh viễn cho tất cả các tiểu bang. Thế nhưng dự luật này chưa được bao giờ ký để trở thành đạo luật. Thượng nghị sĩ của tiểu bang Florida chính là Marco Rubio, người đứng đầu dự luật nói trên cho biết rằng ông dự tính giới thiệu lại dự luật trong năm nay và cũng theo quy trình quen thuộc thời gian tiết kiệm ánh sáng ban ngày chính thức bắt đầu từ 2 giờ sáng của ngày Chủ nhật 12 tháng 3. Mặc dù việc thay đổi thời gian đã được thực hiện suốt 50 năm qua, thế nhưng vẫn có nhiều người muốn đổi mới cách thực hành. Tiêu biểu là dự luật thay đổi giờ vĩnh viễn của thượng nghị sĩ Marco Rubio. Quốc hội là cơ quan duy nhất có thể thay đổi thời gian quy định theo mùa hạ. Theo đó, kể từ năm 2015, có ít nhất là 45 tiểu bang đã đề nghị nhiều dự luật liên quan tới việc đổi giờ. Việc đổi giờ bắt đầu từ đệ nhất thế chiến, khi mà Đức Quốc xã muốn tìm cách bảo tồn năng lượng bằng cách kéo dài thời gian 3 ngày. Đạo luật về múi giờ chuẩn năm 1918 là sắc lệnh đầu tiên giới thiệu thời gian tiết kiệm ánh sáng 3 ngày tại Hoa Kỳ. Tiếp đó, bản tin của chúng tôi cho biết rằng công viên Denver tồn tại nhờ sự tài trợ của cựu tổng thống Carter. Cho dù là trượt tuyết trên núi hay là xây dựng những ngôi nhà cho tổ chức phi lợi nhuận Habitat for Humanity, thì cựu tổng thống Jimmy Carter luôn mãi được cư dân của tiểu bang Colorado yêu mến, nhất là bà Denverite Helen Ginsberg, người đứng đầu quỹ công viên Barbier vào năm 1978. Công viên này ở gần góc đường Parker và đường Havana là đài tưởng niệm 200.000 người Do Thái, người Ukraine và những người thuộc các quốc gia khác đã bị Đức Quốc xã sát hại ở đại vực Barbier ở Kiev từ năm 1941 tới năm 1943. Vì cần thêm ngân sách xây dựng ngày 15 tháng 6 của năm 1978, bà Ginsberg đã xin gặp Tổng thống Carter, mang theo đầy đủ thông tin để trình bày với ông về ý nguyện xây dựng công viên Barbier. Sau khi gặp Tổng thống Carter tại thủ đô Hoa Thịnh Đốn, bà đã trở về Colorado và mang theo số tiền tài trợ 178.000 Mỹ Kim. Đây là tiền còn dư trong ngân sách dành để cứu trợ hậu quả lũ lụt Big Thompson. Khi biết cựu Tổng thống Carter đang ở trong thời kỳ chăm sóc cuối đời, bà Ginsberg nhớ lại cuộc gặp gỡ ngày xưa với ông. Và bà cũng cho biết rằng, khi công viên Barbier khánh thành vào ngày 2 tháng 10 của năm 1983, bà đã mời Tổng thống Carter tham dự, thế nhưng ông đã từ chối vì bận nhiều công việc. Không ai giữ lá thư bị từ chối, nhưng bà Ginsberg đã đóng khung lá thư của Tổng thống Carter gửi qua đường bưu điện như là một vật lưu niệm vô giá, vì nhờ ông mà nơi đây mới có công viên Barbier.